Hello hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Tiếp tục lại là chuỗi series video với thử thách trên app game bài Pickpot nhé. Thì ok, đúng như tiêu đề của cái video này, hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách là Oni 5 tay với 5 game khác nhau các bạn ạ. 5 game khác nhau nhé, chứ không phải là một game. Một game thì hồi trước mình có làm được ở trên con game bài CF68 rồi. Mình Oni đúng 5 tay trên một cái trò chơi là rồng hổ hay sao ấy, mình nhớ không nhầm rồi là thế. Nhưng mà bây giờ mình muốn chơi một cái thử thách nó khó hơn một chút đi. À không phải là khó hơn, nó vẫn khó như thế thôi. Bởi vì 5 tay với 5 game hay là 5 tay với 1 game thì nó cũng khó như nhau. Nhưng mà mình muốn nó mới hơn một chút là Oni 5 tay liên tục nha, chứ không phải đánh lẻ lẻ đâu, mà là liên tục với 5 game khác nhau. Đó. Ok, bắt đầu với cả tài xỉu. Tay này thì mình sẽ đánh 100k vào tài. Tất nhiên là mình không thể làm được một phát ăn ngay các bạn ạ. Mình sẽ phải quay lại cái video này khoảng vài lần. Hồi nãy mình có mất 2 lần rồi là 200k rồi. Ui, quá ngon. Hồi nãy mình có quay hai cái video và mất 2 lần là khoảng 200-300k gì đó. Xịt rồi. Và bây giờ đến phát thứ 3 là ăn. Ok nha, quá tuyệt vời. Ủa, không phát được luôn ạ. Vãi lìn. Tiếp theo là sóc đĩa đi. Ừ, sóc đĩa. Nó tính phí các bạn ạ. Nếu như mà nó không tính phí thì gấp thép lên khá là ngon. Nhưng mà nó bị phí mất một chút nên là mình sẽ phải đặt lẻ lẻ ra. Nhưng mà không sao, mình đánh toàn bộ số tiền là mình đang có thì có nghĩa là mình đã all in rồi. Lẻ nha. Đây, mình sẽ phải đặt hết toàn bộ số tiền mình đang có luôn. Vậy vẫn dư ra 16.000 ạ. Ui, ngon. Ăn luôn nha. Đến tay thứ 2 rồi. Hồi nãy mình nhớ không nhầm là mình có một cái video mình quay đầu. Đến game thứ 2 là mình bị xịt. Còn cái video thứ 2 thì game đầu tiên mình xịt luôn. Và đến cái video thứ 3 này thì mình ăn được 2 game rồi. Bây giờ đến game thứ 3 này. Đây, bây giờ là đồng hổ nha. Mình đang có là 372.000. Thôi từ từ để tay sau đi, mình không cần phải vội làm gì cả các bạn ạ. Mình cứ đánh từ từ thôi, bởi vì là mình đánh all in mà. Chứ mình không đánh lẻ lẻ mình bắt cầu, mình không hề bắt cầu nhá, mình đánh theo gọi là tâm linh luôn đấy. Mình đánh theo độ hên xui, theo nhân phẩm cá nhân luôn đấy. Bây giờ mình không cần quan tâm là bên nào cầu nó đi như nào luôn. Bởi vì bắt cầu thì mình sẽ phải đánh ra nhiều tay thì mình gấp thép lên. Nhưng mà không, mình đánh all in 5 tay. Là mình cứ vào mình phang all in thôi, mình chẳng cần biết cầu gì cả. Hát, ui ngon quá. Chả cần biết bên này nó ra cái gì, cứ bên kia ra át là quá tuyệt vời rồi. Ok, 730, ui ngon. Thôi, mỗi game một tay mà. Mình thấy nó cầu đi khá là đẹp, nhưng mà thôi mỗi game một tay thôi. Baccarat nha. Đây là game thứ tư rồi, trò thứ tư rồi. Xong, nếu mà xong quả này thì đến một quả nữa là quả cuối cùng là ăn rồi. Con 7 điểm, cái 9 điểm. Ui, ông nào mà đánh con quả đấy cũng hơi tiếc đấy nhở. Mặc dù là con hồi nãy thua nhưng mà mình vẫn quyết định là vào con. Bởi vì là các bạn biết tại sao mà mình đánh con không? Thường là mình đánh Baccarat là mình toàn đánh con luôn chứ mình không đánh cái. Bởi vì đánh con thì nó sẽ bị phí. Nó không bị phí, còn mình đánh cái là bị phí. Ủ vua luôn đấy. Ủa quá ngon, vãi lìm thật đấy. Bên này 8 bên kia 7 ạ. À vẫn bị phí nha các bạn. Nó ghi là 1-1 nhưng mà vẫn bị phí nhá. Bình thường mình đánh live Baccarat ấy, là bên con đánh bên con thì nó sẽ ăn được tỷ lệ 50-50 luôn, không bị phí. Nhưng mà chơi game bài thì nó sẽ vẫn bị phí. Cuối cùng, con game cuối cùng rồi, Six Ball. Các bạn ạ, mong là lần này mình sẽ ăn. Chứ mình cũng không muốn cái quay lại cái video này nữa đâu, rất là mệt nhá. Mà hôm mình những cái video thử thách vốn này, ví dụ mình chơi vốn khoảng 10k-20k đi. Các bạn có thể thấy những cái video mình chơi khoảng 10k-20k lên được vài chục nghìn. Vài chục nghìn thì thậm chí là vài trăm nghìn hay là vài mớ chứ. Nhưng mà không phải tự dưng mà mình làm được thế đâu, mình phải quay đi quay lại cái video này rất nhiều lần đấy. Và mình cũng phải bỏ ra rất nhiều tiền. Nào. Đủ mé một quả lẻ thôi là tôi hoàn thành thử thách luôn, là tôi pro VIP luôn. Ui dồi, quá ngon. Ngon luôn các bạn ạ. Vậy là mình đã hoàn thành thử thách rồi nhá, ăn được 2M8. Only 5 game, 5 tay liên tục. Ui, mình nghĩ là nó lên được 3M nhưng mà kiểu nó bị phí các bạn nên là lên được có 2M8 thôi. Ok, bây giờ mình sẽ rút tiền luôn chứ không chơi nữa. Mình 5 game thôi, để sau này mình sẽ thực hiện cái thử thách khó hơn. Hôm nay là mình chỉ chơi 5 game thôi.